Em có để ý không? Đó là cái ngực bên trái của em á. Ở đây, cái ngực bên trái này. Cái đoạn này em qua qua đây chỉ em. Cái này là một cái dạng mà mình cũng sẽ phải chỉnh lại, tức là đương nhiên cái này nó bị tụt túi này. Mình thấy không? Này bắt giữ cái chân mình bắt thả xuống này. Tại vì cái đoạn này nó quá dài. Em có để ý không? Cái đoạn này nó quá dài, trong khi đó cái đoạn này nó ngắn. Có nghĩa là cái túi nó đang nằm chủ yếu từ nếu mình cắt một cái mặt phẳng ngang thì hầu như cái túi nó đang nằm ở nửa dưới nhiều hơn, có nghĩa là cái góc này là nhiều nhất này, cái góc này là cũng nhiều nhì này, đúng không? Thì do đó chính của nó là do nó bị đang bị tụt túi ở một phần tư trong này. Nếu cái túi nó sầm đẩy nó lên này thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Em hiểu không? Có nghĩa là nó bị tụt túi, nó tụt túi thì có thể là do một là cái chân này nó thiếu, có nghĩa là khi cái khoang mà cái góc này nó thiếu thì nó sẽ đẩy xuống này, nó làm cho nó tụt xuống. Em hiểu không? Cả bên này cũng vậy, thì nhưng mà bên này thì nó ít dài hơn bên này, nghĩa là nó tụt về cái góc này thì cái bên này là anh để ý là này bắt to. Ví dụ như từ cái nấm vú xuống đây nó tới 10, bên này thì nó sẽ ngắn hơn, nó khoảng 9, cho nên mình thấy cái này nó tụt ít hơn, đúng không? Trong khi đó cái góc này nó còn cái chân nó đẹp, từ đây đến đây nó có 5 rưỡi rồi đó. Cái góc ngoài này là nó khoảng 8, cái góc này nó khoảng 8, thì do đó cái túi ngực mình nó phải như thế này, có nghĩa là đây ra đây mấy thủ tụ bắt em cầm cái tay này cho bắt cái bắt đo cái chân nó khoảng bao nhiêu, cho nên mình phải chỉnh lại, mình khâu cái khoảng này làm sao cho cái chân nó khoảng 8 là nó hợp lý, đúng không? Này có mổ khâu khoang, mà cái này nó cũng là một cái khó. Khó vì sao? Thứ nhất á, khi mà mình đặt cái túi này vào thì cái túi cái khoang nó đang nằm là giữa cái ngực lớn và ngực bé, thì phía sau của nó hầu như nó chỉ có xương thôi, nó chỉ có một cái lớp mạc, cái bao pocket hiện tại nó có. Thứ hai là cái phía mặt sau của nó là cái xương sườn và các cái cơ dạng sườn, cho nên khi mình muốn khâu nó có nghĩa là mình phải khâu cái mặt trước nó cho nó ngắn lại, đúng không? Tức là cái vỏ bao nó giống như cái áo á, bây giờ mình phải khâu nó lại, thì cái đó là cái mình phải 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 nó cũng sẽ có một cái tỷ lệ nó khó mà nó sẽ tái phát đó, bắt về phải lấy thước rất là trước trước cho em, còn toàn bộ các em bây giờ phải lấy cái túi ra rồi xong rồi. Hồi xưa em đặt cái túi mấy, Dạ ba ba hai mươi tôi túi thấy gì, ít ba. bây giờ thì bác thì mà không làm mấy cái túi đó, cho nên mà có tiền thì một thì mình sẽ khâu lại khoan, rồi sau mình đặt cái túi cũng quanh 300, mình nên giảm cái size nó xuống một chút xíu, hoặc là để mà coi lại cái thông số. Còn từ mà không có xài túi đó chúng ta không nhớ cái thông số đó, thì bác sẽ coi cái túi này là cái đường kính là bao nhiêu, cái độ nhô nó bao nhiêu. Em có thích cái độ vuông của cái túi như hiện tại không? Cái Nó này vuông sao đó nó bị xuống dưới quá, em thích nó phải không? Khe của em không hấp khí được đâu, cho nên cái khe thì không giải quyết được. Tại vì cái khe này nãy bác nói giống như một cao cô bé đâu, gọi là vì cái khe ức gà thì không bao giờ khít được hết. Bản chất cái khe đây là lồng ngực ức gà, ở giữa nó này và nó lõm ở đây, cho nên cái khe này không bao giờ khít được hết, ai làm cũng sẽ giống nhau ấy. Cho nên cô nãy cũng vậy đó, một cái dạng khe này bắt buộc ở đây nó chỉ có da với xương thôi, với cái xương xương ức phía sau thôi, cho nên cái khe này bây giờ có bác con rạch ra dài rồi sao cũng dính lại, vì nó là một cái mặt phẳng trước, nó là một cái da và tổ chức một lớp mỏng bù mỡ với da, phía sau nó là một cái xương, cho nên nó không có bao giờ nó ra được nữa hết. Em nghe kịp không? Đó. Tức là bác sẽ kiểm tra nó có đủ chưa, chưa đủ thì tắt thêm một chút xíu thôi, nhưng bố biết chắc chắn cái khe này bác cũng không làm được hơn theo cái kiểu bình thường, vì cái bây giờ là ức gà mà. Nhưng Cái mà đó mình kiểu bên đây á nó hay bị đau phải do tim bỏ rộng cái phần này đúng không? Đúng rồi, tại vì nó thiếu ở đây này, nó sẽ thiếu ở đây này, nó sẽ thiếu ở đây này. Hồi nãy bác giải thích đó. Khi cái khoan người ta làm á, nó đây nó có cái hạch trên gác nguyên cái đống này, cái này phải kiểm tra này con, cái này nó có một cái, có thể là cái hạch, hai là cái u ở đây này, ở đây nó có thường cái chỗ này là cái hạch trên gác, có thể là khi nó cái ngực nó cứ sụt sịch đó, thường cái khoang này nó rộng, bản chất cái khoang này nó đang rộng so với cái túi chứ nó không có hẹp, vì nó phá xuống đây rồi mà. Nhưng mà lý do của nó là do nó tụt, cho nên ở trên này mà nó tụt, nguyên một nguyên nhân nó tụt là do trên này họ làm nó thiếu, nó thiếu có thể là do khi lúc làm á, thì nó chỉ chảy máu ở chỗ này, khi chảy máu ở chỗ này thì nó sơ chai chỗ này lại và nó dính lại, nó làm cho ban đầu cái túi này nó không tụt. Ví dụ như cô này chắc chắn ban đầu nó không có giống vậy, nhưng mà sau thời gian sử dụng
thì em biết cái tay của mình nè, ở đây nó có cái khố cần lớn nó ra đây, thì cứ mỗi lần mình thả cái tay xuống thì nó ép, nó giống như cái piston nó ép xuống, nó cứ đẩy cái túi này xuống, đùng xuống lần, xuống lần, xuống lần. Em hiểu không? Thì do cái khoang nó chặt mà thì nó cứ nó phá xuống, nó bóp giống như cái bong bóng mà mình cứ đẩy ra, thì do đó nó càng ngày nó làm cho cái pocket này nó giãn ra, khi nó giãn ra thì nó sẽ làm cho tụt cái túi, là do bản chất ở đây nó hẹp ở đây này, là nó chảy máu với đồ nó sờ ở đây này. Thì bây giờ mình phải tắt lại cái này đây để cho cái rũ này đây, rồi xong mình mới khâu được cái này đây. Chứ còn bây giờ mình đang đẩy ra này thì thực ra là nó đang bị tống ra phía trước, chứ mà phần sau nó thiếu, phải xử lý sao, phải buộc phải xử lý cái này. Cái này do lúc mà ban đầu nó hình thành cái khối, bây giờ hiện tại là mình phải tháo người cái mũ này không, tức là mình đi lần này mình đi sẽ đi chân ngực hoặc là đi đường này. Mà thường á là bây giờ bác thì bác sẽ đi cái này để cho nó dễ làm hơn, thì vì đi cái đường này rất là khó làm, đặc biệt là cái mặt phẳng sau nó rất khó khâu. Tôi nghĩ là mình đi đường này nó dễ hơn. Thứ hai á là chắc chắn bác sẽ phải tách hết cái này lại, tách cái khoang này lại, rồi cắt cái bô sơ này ra này, rồi mở rộng cái khoang này lên. Khi nó đủ cái này thì lúc nó con khâu cái này mới thành công, chứ còn không con khâu xong xong nó tao cũng tống xuống nữa nó hư rồi. Nhưng mà nếu như vậy mình để lâu quá nó có vấn đề không? Thực ra nó là lành tính, nó chỉ làm cho con đau khó chịu, nó không đẹp thôi. Chứ nó lành tính mà, bản chất nó lành tính mà. Từ chân ngực, đi chân ngực.